À đúng rồi, bây giờ phải bắt. Xong đứa nào muốn xem lại á, thì xem trên trang web của trường mình, biết cái trang đó không? Có gì thì Biết biết cần thì nghe luôn. lên. Ok nha. Có chứ. Rồi thôi bây giờ nhìn cái đề trước đi đã. Nhìn cái đề trước đi, chút Có nữa không ạ? chuyện đi, chuyện đi, À, mày đừng tha chuyện thiết như đi. vậy. Rồi. Cô sẽ gọi mày Đừng câu cuối chém cùng. cô. Kêu lọc bàn cầu rồi. Rồi, rồi cô đi ra ngoài một chút, 5 phút sau đó, 5 phút sau cô Không sẽ không, bây giờ học luôn, bây giờ học luôn. không, lớp mình chưa đủ, mới có 20 đứa à. Đó, Không. Đứa chị, đứa gọi cô, đứa chị gọi chúng em nó vào đi, rồi chúng mình nói chuyện với ơi. nhau Gọi đi, chị em cô ra ơi. đây. Sao Ê, mày nhắc sao anh mày em sao mày thấy solo cô cái điểm tâm không? anh không có ấy mà sáng Có chị tâm. không chị được đấy Bên sao em cô họ phải thương tự ấy mày được nhắc anh em trong kia solo cái không tâm không? chơi gì chơi liên liên minh sao chơi thôi thì vậy chị để đây đi để đây đi ngày nhà mai không có điều kiện cũng máy sao chơi đây ok chị để đây đã năm qua đó năm con nữa chị cho cô tổng cộng ok chị cũng muốn là mình ừ cảm ơn em ừ cảm ơn Hạnh ok rồi bây giờ gọi theo cái đầu tiên ha cô gọi hai lần nếu mà bạn đó không có đưa thì cô sẽ đánh dấu vắng vào đây à, đầu tiên câu 81 là Tú An Tú An có đây không vậy là Tú An không có phải không ủa cô thấy Tú An vào rồi nè đâu rồi Tú An đâu rồi Tôi kêu tụi nó hả cô ơi, thôi cô ơi. ờ, cô hẹn 1:40 mà đúng giờ chứ rồi gọi chúng nó lại đi các em rồi bây giờ để Tú An lại đây đã nha Đây, chút nữa chị cô có sẽ biết quay là trở chị lại đang ở đâu không à. Nó nhắn tin nó sợ mic của nó nhiều khi nó nói không được nó sẽ nhắn tin đây đó chị Ừ, ok. Bạn nào mà nói không được mà ai nhìn thấy bạn ấy có nhắn tin thì nói cô nhá, tại vì cô đưa màn hình lên là cô đưa phần cuộc rồi cô không nhìn thấy của mấy đứa. Rồi bây giờ không thấy Tú An thì để lại đây đã, chút nữa quay lại Tú An sau. Quỳnh Anh nào? Quỳnh Anh đâu? Không có luôn. Tuyết Anh. Tuyết Anh. Vắng luôn. Vân Anh. Nguyễn Văn Anh. Dạ có coi. Ừ, rồi Nguyễn Văn Anh câu 81 nào. Câu 81 dạ cô sao cô? Câu 81, bây giờ chúng ta nhìn câu 81 nha. Bây giờ Qua có cô là đây. 2400 nu, trong có 500 nu loại A. Adenin tức là A. Vậy thì theo lý thuyết chúng ta có 500 nu loại B đúng không? Là timin. Lý do tại sao vậy ha Văn Anh? Tại sao 500 nu loại A thì ở đây chúng ta lại có 500 nu loại T? Tại vì A thì bằng T. Như vậy A có 500 nu thì T sẽ có 500 nu. Rồi cảm ơn Vân Anh ha. Câu tiếp theo Minh Châu. Minh Châu câu 82. Ừ, Mendel phát hiện ra quy luật di truyền trên đối tượng nào? Cô. Sai rồi. Cái này là của Morgan. Đấy, chúng Là ta rất cô là hay C. nhầm, đúng rồi, một trong hai này thôi đúng C. không? Câu C đó, câu C mới là đúng. Đậu Hà Lan mới là của Mendel, còn ruồi giấm là của Morgan nha. Bây giờ đến câu 83. Khánh Duy. Trong tế bào thì nu loại T là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào ha Duy? Timin, timin là nu loại T này. Duy xuất hiện chưa? Bạn Duy đang vắng hả? Rồi đánh dấu bạn Duy ở đây. Tiếp theo Mỹ Án Duy. án vô rồi. An á hả? Nhưng mà nói em mấy câu vậy coi. Ừ mà giọng An ơi mày mày nói to lên tí đi, giọng mày từ nơi xa vắng quá đi. Rồi, bây giờ cho bạn An nha. Bạn An đã xuất hiện để câu 83 cho bạn An, tại cô không gọi được bạn Duy. Bây giờ 83 nhìn đi An. Nu loại T là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây? Nu loại T là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào nào? ADN, TARN, MARN hay RARN? Không, C thì sai rồi. C là Dạ bảo anh MARN lại đúng không? MARN thì nó phải là AUGX chứ. Các loại ARN đều được cấu tạo từ AUGX hết. Miễn là có ARN thì đều là AUGX. Vậy đáp án của chúng ta là gì An? Ừ, phải là câu A nha. Rồi, cảm ơn An. Tiếp theo đến câu 84. Bạn Duy đã vào chưa? Vẫn chưa thấy bạn Duy Duy ha. duyệt mấy bạn coi. Mình Đâu lại cô duyệt xem mấy nào. bạn vô. Đâu cô đợi cô chút.
cô ơi, em mới vô được cô. Ủa cô có thấy cái gì duyệt đâu, chắc có thầy, có người điểm danh các em, có thầy cô điểm danh, có thầy cô có điểm, có duyệt rồi. Đợi chút nha, bạn vừa nói là ai vậy? Dạ Tuyết Anh. Tuyết Anh ha, rồi bây giờ đúng rồi, Tuyết Anh lúc nãy cô gọi không được. Rồi bây giờ Tuyết Anh nói cho cô câu, ok, câu 84 đi Tuyết Anh. Cái nào là quần thể nào? Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể? A là tập hợp cá chép, B là tập hợp thú ở rừng Cúc Phương, C là tập hợp bướm ở rừng Nam Cát Tiên và D là tập hợp chim ở rừng Bạch Mã. Đáp án nào đúng đây? Dạ tập hợp cá chép ở một. Đúng rồi, tại sao nhỉ? Tại sao cái này lại là quần thể? Dạ. Dạ. Tại nó cùng một loài và nó có khả năng sinh sản. Đúng rồi, bởi vì nó cùng một loài có khả năng tạo thế hệ sau, Tuyết Anh đúng rồi. Còn ở đây thú thì có thể nhiều loài, chim cũng vậy, bướm cũng vậy ha. Rồi, bây giờ cảm ơn Tuyết Anh. Câu tiếp theo là câu 85. Mỹ Duyên nào? Quần thể có đặc trưng, quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây Mỹ Duyên? Rồi, Minh Đức. Minh Đức. Minh Đức cũng chưa ha. À, Tấn Dầu. Dạ em nào cô. Ừ, câu 85 nào Dầu, quần thể sinh vật có đặc trưng nào nào? Dạ câu A. Ờ, tỷ lệ giới tính, chính xác. Vậy lý do tại sao B, C, D lại không phải là đặc trưng của quần thể? Dạ là nó của quần xã cô ơi. Ờ đúng rồi, mà ở đây nó có một cái để mình nhận ra vấn đề á, là ở đây nó nói đến thành phần loài, tức là phải nhiều loài mới là thành phần loài. Loài đặc trưng, loài ưu thế, tức là phải có nhiều loài thì người ta mới phân ra loài đặc trưng, loài ưu thế, đúng không? Mà chúng ta biết á, quần thể sinh vật thì chỉ có một loài thôi. Đó. Như vậy thì ba cái B, C, D này đó, chúng ta nhìn và chúng ta sẽ loại ngay được. Bởi vì nó nói về vấn đề là nhiều loài. Như bạn Dầu nói ha, nó là quần xã. Rồi, vậy câu 85 đáp án A, tỷ lệ giới tính, cảm ơn Dầu. Tiếp theo câu 86, Hạnh nào? Ở ruồi giấm, một gen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, có kiểu viết là B lớn và B nhỏ. Kiểu viết nào sau đây là chính xác? Hồng Hạnh đã vào chưa? Vậy là chưa ha. Huy Hoàng nào? Huy Hoàng. Ờ câu 86 chọn đáp án nào ha? Câu B hả? Câu B hay câu C hay câu D? Không cô. Ờ vậy thì chọn lại đi. Sao cô lại đáp án cho em? Hả? Câu 86 Hoàng chọn cái nào? Cho em chọn câu B cô. Chọn câu B đúng không? Đây. Ở đây nó có một cái là nằm ở vùng không tương đồng của X á. Đó. Như vậy thì cái gen này nè, nó phải viết ở bên cạnh cái X nè. Các bạn thấy không? Cái B lớn này nó đang được viết cạnh X, bên Y nó không có gen. Còn ở đây nhìn đáp án A đó thì nó nằm ở trên Y, tức là cái gen này nó đứng ngay bên cạnh Y nè, thì mình gọi là nằm trên Y. Còn cái câu C ấy, và câu D đó, nó nằm ở cả X và Y thì người ta gọi là nằm ở vùng tương đồng của XY. Đó. C với D là ở vùng tương đồng. Còn A là nằm ở trên Y. Như vậy đáp án của chúng ta câu B chính xác ha. Rồi cảm ơn Hoàng. Câu 87 Đức Huy. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là thuộc bậc dinh dưỡng mấy? Đức Huy có chưa? Chưa ha. Minh Huy. Minh Huy câu 87 nào? Ủa lúc nãy cô nghe giọng Minh Huy to lắm mà giờ nó đâu mất rồi. Minh Huy nó hư mất rồi cô. Minh Huy hư mất rồi cô. Anh chị em thôi. Trời ơi, gì không biết lúc nãy nó nói ầm. Đâu qua xem nào. Nó ngủ rồi cô ơi, nó ngủ rồi cô ơi. Nó ngủ rồi. Nó đang chơi cho nó ngủ cô. Hả, Đức Huy nó cũng ngủ rồi cô. Alo. Alo. Này không nghe được. Cái gì? Alo cô ơi, cô nghe được chưa cô? Tưởng 2 giờ rồi. Luân nha. Bây giờ bạn Luân không có nhắc các bạn nha, để im cho các bạn ấy làm, cô đâu có làm gì đâu. Alo cô ơi, alo. À, tức là bây giờ Thảo là sẽ trả lời đúng không? Rồi. Ờ, Luân để im cho các bạn làm bài nghe chưa? Rồi, bây giờ ha, qua đây. Chúng ta tiếp tục đã. Hiện nay là đang Minh Huy này, cô nghe thấy giọng Minh Huy rồi. Bạn Minh Huy trả lời đi, câu 87. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là bậc dinh dưỡng mấy? 7C cô ơi. Ờ, đúng rồi. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là bậc dinh dưỡng cấp 2. Tại vì sinh vật sản xuất đứng đầu tiên là bậc 1. Thì cái con ăn sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ này sẽ là bậc 2. Rồi, xong ha. Câu 87 là câu C. Câu 88, nhân tố nào sau đây có thể loại bỏ hoàn toàn một alen con lợi ra khỏi quần thể? Bạn lúc đấy là... Khoan, Xuân Khang đúng không Khang? Bạn nào vừa trả lời, bây giờ cô sẽ gọi Xuân Khang nè. Xuân Khang đâu?
Ủa lúc nãy cô mới mới duyệt bạn Khang vào mà cô còn nhìn thấy cô duyệt bạn Khang vào đó. Đâu mất rồi. Từ từ coi, Khang nên chơi từ từ coi, người ta bị lắc rồi. Nhanh lên, không là cô đánh dấu vắng bây giờ lên à? Xuân Khang. Vậy là cô không thấy Xuân Khang nha, cô đánh dấu vào đây đó. Cô ơi, Xuân Khang trả lời cho cô, Xuân Khang trả lời cho cô. Khang bị lắc rồi, từ từ coi, ta bị lắc rồi kìa. Khang, Xuân Khang trả lời nói. Trả lời ở đâu? Khang nói. Dạ, câu A. Các yếu tố ngẫu nhiên. Lý do tại sao lại chọn là câu A ha Khang? Câu A là đáp án đúng rồi. Lý do tại sao lại là câu A nhỉ? Ở đây á, chúng ta nhìn thấy Alan có lợi đó. Thì xu hướng đáng nghĩa có lợi thì nó phải được giữ lại. Đó là cái cách của chọn lọc tự nhiên. Nhưng cái đề này nó nói là có lợi mà vẫn loại bỏ đi thì nó phải là yếu tố ngẫu nhiên. Bởi vì ví dụ như là bão lũ lụt cháy rừng thì người ta đâu có, nó đâu có quan tâm đến vấn đề có lợi có hại đâu, như thế nào cũng bị loại đi được hết. Vì thế nên các yếu tố ngẫu nhiên thì có cái đặc trưng là có lợi vẫn có thể bị loại đi ha. Câu 88 đó là câu A. Bây giờ đến câu 89, bạn tiếp theo ha, là Hoàng Lan. Một loài thực vật có bộ là 2N này Lan, vậy 2N trừ 1 sẽ phát triển thành cái đột biến nào ha Lan? Bây giờ nó trừ 1 tức là nó giảm đi, giảm đi mấy cái Lan nhở? 2N trừ 1 thì nó giảm đi bao nhiêu nhiễm sắc thể? Ừ, vậy thì nó là đáp án là gì? Ừ, đúng rồi, đó, thể 1. Vậy bây giờ Lan họ nói cho cô nghe xem nếu vậy thì thể 3 chúng ta sẽ viết như thế nào? Bây giờ 2N trừ 1 đó là nó đã bị mất một cái rồi. Vậy bây giờ thể 3 thì tức là thay vì ban đầu nó có 2 chiếc, nó mất một chiếc thì chúng ta gọi nó là thể 1 đúng không? Vậy thì nếu bây giờ ban đầu nó có 2 chiếc như thế nào chúng ta sẽ gọi nó là thể 3? 2N gì? 2N cộng 1. Đúng rồi, đó. Thêm một chiếc nữa thay vì 2 chiếc, bây giờ có 3 chiếc thì gọi là thể 3. Còn tam bội, tam chúng ta dịch ra tiếng thuần Việt của mình là số mấy? Ừ đúng rồi, bội là N. Tương tự như vậy, tứ là 4, bội là N. Rồi, vậy đáp án của câu 89 của chúng ta là câu C, thể 1. Rồi, cảm ơn Lan. Tiếp theo đến câu 90. À, chúng ta có câu 90, tiếp theo là Lộc nha. Để cô biết là 90A cô ơi. 90A hả? Đợi một chút nha. A lớn hoa đỏ là trội so với A nhỏ hoa trắng. Ừ, cứ từ từ coi. B lớn quả tròn là trội so với B nhỏ quả dài. Bây giờ người ta hỏi là hoa đỏ, quả tròn, thuần chủng. Đấy, đây là ba cái mà chúng ta cần quan tâm này. Vậy nhìn cái quy ước bên trên này, hoa đỏ là cái gì hả Lộc? Dạ. Hoa đỏ là gì? A lớn hay A nhỏ? Dạ từ từ cô. Ờ, nhìn đi. Hoa đỏ là A lớn. Ừ, thế hoa đỏ thuần chủng có nghĩa là kiểu gen làm sao? A lớn là lớn hay là A lớn? Ừ, đúng rồi, thuần chủng có nghĩa là đồng hợp. Đúng rồi, quả tròn là gì? Quả tròn là? Dạ. Quả tròn là B lớn. Quả tròn là B lớn. Ừ, thuần chủng. B lớn đúng không? Đó. Dạ. Như vậy hoa đỏ quả tròn thuần chủng đáp án phải là câu nào hoa Lộc? Dạ em sai rồi. Ừ, chọn lại đi. Câu C. Đúng rồi, đó, đây mới là câu C. Cái bảng này. Cái gì vậy? Cách làm là như vậy đó, được chưa? Chúng ta xem là cái Allen quy định cái màu sắc đó là nào, thuần chủng á, tức là đồng hợp nha mấy đứa. Thuần chủng là đồng hợp. Đó, vậy là được. Ok, bây giờ là câu 91. Sao Lộc là đến luân này. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố không phải là nhân tố tiến hóa. Luân nào, chọn đi. Ờ, lý do tại sao giao phối ngẫu nhiên lại không phải là nhân tố tiến hóa? Nó làm giảm cái alen mà giảm cái alen chọi nó thành cái alen đồng lặng cái gì đó. Không, cái đó là giao phối không ngẫu nhiên. Giao phối không ngẫu nhiên thì làm thay đổi tần số kiểu gen bằng cách là giảm tần số dị hợp tăng đồng hợp. Nhưng mà đây là giao phối ngẫu nhiên. Cái này nó ngược lại cái nãy cô mới nói đó. Giao phối ngẫu nhiên ấy, thì nó không làm luôn. Nó không làm thay đổi tần số alen. Đó. Còn nếu như quần thể đã cân bằng rồi thì nó sẽ không làm thay đổi tần số kiểu gen luôn. Nên người ta không xếp cái này làm vào chỗ nhân tố tiến hóa ha. Còn ở đây mình có đột biến, chọn lọc tự nhiên, di nhập gen đều là nhân tố tiến hóa. Ngoài ra còn có yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên đó. Hôm trước có nói đó, mình cấm không được kết hôn trong vòng mấy đời mấy đứa? Mấy đời luôn? Luật hôn nhân Việt Nam cấm kết hôn trong vòng 3 đời.
đến đời thứ tư mới được. Lý do là bởi vì nếu như mà kết hôn trong vòng đó đó thì gọi là giao phối gần, tức là giao phối không ngẫu nhiên, thì lúc này ai nhỏ nó sẽ xuất hiện nhiều. Mà lúc này cái kiểu gen dị hợp này nó thường mang những cái tính không tốt, ví dụ như là bị dị tật bẩm sinh, thiếu sức sống, nên là chúng ta không muốn những cái điều đó trong cái quần thể người của mình, nên mình cấm kết hôn gần. Vậy thì sau này nếu mà mình đi thi đánh giá năng lực mà mình người ta nói đến vấn đề này thì các bạn nhớ ha, lý do tại sao luật hôn nhân gia đình Việt Nam lại cấm kết hôn trong vòng 3 đời là bởi vì chúng ta không muốn cái kiểu gen ai nhỏ này nó xuất hiện nhiều ha. Rồi bây giờ đến câu 92, sau đến Mạnh nào, Đức Mạnh, nguyên tố dinh dưỡng khoáng, đúng rồi, protein, bình thường mình gọi protein là gì hả Mạnh? Thức ăn mà có protein chúng ta gọi là cái gì? Đạm. Đúng rồi, đạm đó. Mà đạm là chúng ta nhớ đến nitơ, chính xác ha. Cảm ơn Mạnh. Câu 92 là câu bờ. Bây giờ đến câu 93. Nam, Nhật Nam. Dạ. Bây giờ Nhật Nam chọn cái nào đã nào? Quần thể đang ở trạng thái cân bằng. Có P là tần số của A lớn đúng không? Q là tần số của A nhỏ. Chúng ta có cái hằng đẳng thức này đây. Bây giờ người ta hỏi, khoan đã Nam. Người ta hỏi A lớn là Nam. Nam khai triển từ cái hằng đẳng thức mà cô đang viết đây nè. Thì A lớn nó bằng cái gì hả Nam? À, B bình. Đúng rồi, đó. Nếu khai triển ở đây thì A lớn là P bình. Đáp án D. Còn nếu như chỗ 2PQ này thì nó phải là cái gì? A lớn, A nhỏ. Đúng rồi. Còn nếu là A nhỏ thì nó phải là Q bình, đúng không? A nhỏ thì là bằng Q bình. Đấy, tùy đề, có đề nó sẽ hỏi một trong số cái này. Rồi, cảm ơn Nam. Đáp án của câu 93 là câu D. Bây giờ đến câu 94. Nga nào, đã xảy ra hoán vị gen và tìm giao tử hoán vị. Nga đã vào chưa? Cô đánh dấu Nga nha. Nhiệt mấy bạn vô coi. Ủa, sao vẫn... Còn ai nữa không ta? Đợi cô một chút. Ủa, Hạnh ơi, em có biết hôm nay ai là người điểm danh của lớp này không? Từ nãy đến giờ không duyệt gì hết, chị duyệt không vậy ta? Chị tưởng là mấy phút đầu tiên á thì phải... Không, ý chị muốn nói là mình phải nói lại đúng không? Còn không thì ấy, từ nãy đến giờ chị vừa dạy vừa duyệt là sao? A5. Còn bạn nào nữa không ta? Duyệt chỗ nào? Rồi, thấy bạn nào mà lên mà cô chưa duyệt thì nhắc cô dừng lại, cô duyệt cho bạn ấy nha. Rồi, vậy bây giờ là Nga ha, Nga đã xuất hiện ở đây chưa? Vậy là cô đánh dấu lại chưa có Nga ha. Bây giờ Giang Nghi. Giang Nghi câu 94 nào Nghi. Giao tử mang gen hoán vị là Giang Nghi cũng chưa hả? Rồi. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. Phạm Huyền, Bảo Ngọc đâu rồi? Cô đã thấy bạn Bảo Ngọc này, bạn ấy đâu mất rồi? Rồi, vậy là Bảo Ngọc chưa có nha. Hồng Ngọc nào? Phạm Thị Hồng Ngọc. Cũng chưa luôn ha. Tuyết Nhã. Nguyễn Hồng Tuyết Nhã. Ê, cô xin lỗi. Bây giờ mấy đứa ơi, lúc đấy cô quên mất không có bật mic. Mấy đứa nói, bạn Nga đã vô chưa nào? Nga vô chưa? Chưa ha. Giang Nghi.
Giang Nghi cũng chưa hả? Bảo Ngọc, Phạm Huyền Bảo Ngọc, rồi Phạm Thị Hồng Ngọc. Cô ơi, ờ, là Bảo Ngọc đúng không? Bảo Ngọc đang nói chuyện với cô hả? Đưa cô xem nào. Ờ, bây giờ Bảo Ngọc trả lời cái câu 94 cho cô nào. Theo lý thuyết thì giao tử mang gen hoán vị là giao tử nào đây ta? Cô sẽ viết lại cái này cho bạn Ngọc dễ nhìn. À, bây giờ giao tử mang gen hoán vị là giao tử nào? Ngọc trả lời đi. Câu C. Ờ, đúng rồi, chính xác. Câu C. Đúng rồi, đúng rồi. Giao tử hoán vị ấy, cái từ hoán vị tức là nó đổi vị trí, vị là vị trí á, hoán tức là thay đổi. Vậy thì hoán vị là nó đổi vị trí này, nhìn thấy cô đang viết cái đường chéo không? Như vậy nó sẽ là A lớn ở trên, B nhỏ, rồi đến A nhỏ, B lớn, đáp án là câu C. Rồi, cảm ơn Ngọc. Bây giờ tiếp theo đến câu 95, Hồng Ngọc. Hồng Ngọc dạ. Đó vô chưa? Ờ, rồi, dạ, Hồng. Rồi. Ừ, Hồng Ngọc trả lời cho cô đáp án là gì? Dạ, cô là câu D. Câu D, lý do tại sao vậy ha? Tại vì nó ngược cái gì? Nó ngược cái gì Ngọc Hà? Đúng là nó ngược rồi, mà nó ngược cái gì ha? Ở trên là đực nhưng mà hơn cây cao, còn ừ, là đực hơn cây thấp. Ừ, ừ, rồi chính xác. Các bạn thấy phép lai thuận nghịch này, có nghĩa là giữ nguyên là cây cao lai về cây thấp. Cây cao lai về cây thấp. Nhưng lúc này á, ban đầu cái phép lai thuận á, cây cao là cây đực. Thì bây giờ phép lai thuận cây cao là cây cái. Ban đầu phép lai thuận đó, cây thấp là cây cái. Thì bây giờ cây thấp sẽ là cây đực. Tức là mình giữ nguyên cái đem lai là cây cao với cây thấp, nhưng thay đổi vai trò bố mẹ. Được rồi ha. 95 là câu D. Bây giờ 96, đột biến nào sau đây làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể? Tuyết Nhã. Tuyết Nhã nào? Vậy là Nhã chưa vô. Rồi Tấn Nhật. Tấn Nhật câu 96. Chưa luôn ha. Dạ. Dạ. Dạ, bóng được không? Tấn Nhật hả Nhật? Ok, trả lời câu 96 nào. Bạn nào mà lúc cô gọi á, dù mình có chưa làm được á, thì các bạn cứ dạ lên để cô biết là các bạn đã vô. Cô sẽ không gọi bạn tiếp theo. Rồi, Tấn Nhật nào. Câu 96, dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể? Đột biến nào ha? Dạng cô là lặp lại. Ừ, đúng rồi, lặp đoạn. Mình có các đột biến cấu trúc ngoài cái mà bạn Nhật vừa trả lời á, là đột biến lặp đoạn ra. Chúng ta còn đột biến mất đoạn. Chúng ta còn chuyển đoạn. Chúng ta còn đảo đoạn. Đó. Còn bây giờ Nhật nói cho cô biết đa bội, lệch bội. Ví dụ đa bội là đột biến gì? Đa bội cô biết cái biểu tượng của nó đây này. Được chưa? Đây là đột biến gì? Đột biến, đột biến số lượng, làm thay đổi số lượng. Đó, bây giờ nó gấp lên 3 lần, gấp lên 4 lần nè, thấy không? Còn lệch bội là lúc nãy á, bài bạn Lan lúc nãy con nói là thể 3 với thể 1 này, đó là lệch bội. Còn dị đa bội là 2NA cộng 2NB. Đó. Vậy thì bây giờ ở đây, rồi. Đáp án của chúng ta câu 96 là câu D. Bây giờ câu 97, trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất? Tiếp theo là Thanh Phong nào, Phong trả lời cho cô. Dạ cô B cô ơi. Cô B là sinh vật sản xuất ha. Vậy Phong nói cô nghe nấm hoại sinh là sinh vật gì? Hoại, hoại trong phân hoại, phân phân giải á. Hoại có nghĩa là phân giải ra đó, thì nấm hoại sinh là gì? Cái gì vậy Phong? Sinh vật gì? Cô gợi ý nhá, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải hay là sinh vật sản xuất? Một trong ba cái đó thôi. Đúng rồi. Sinh vật phân giải nó hay sống ở trên cây mục. Thực vật là sinh vật sản xuất rồi. Lưỡng cư là sinh vật gì Phong? Ba trong ba cái đó. Sản xuất, tiêu thụ hay phân giải? Dạ tiêu thụ. Đúng rồi, con này nó phải ăn con khác mới sống được. Vi khuẩn hoại sinh. Vậy là sinh vật gì đây? Có chữ giải. Đúng rồi. Rồi rồi xong ha. Vậy câu 97 đáp án của chúng ta là câu B. Câu 98, cảm ơn Phong hạ. Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí? Thiên Phúc, Trần Thiên Phúc. Dạ, 98 câu A. Câu A đúng rồi, con châu chấu đó hô hấp bằng hệ thống ống khí. Đợi chút chúng ta nhìn hình cho nó dễ ha. Bây giờ cô chưa có hình. Chờ hô hấp của châu chấu.
chúng ta nhớ lại phần lớp 11 của chúng ta này. Đó, đây là những cái hệ thống ống khí của nó này. Đó, nên châu chấu mấy con côn trùng là đều hô hấp bằng hệ thống ống khí hết. Bây giờ cô Phúc nói cho cô biết ếch hô hấp bằng gì? Con ếch hô hấp bằng gì hả Phúc? Ờ, thứ nhất là bằng da, nó hô hấp bằng hai cái lận. Bởi vì nó cần là sống ở những nơi ẩm ướt đó, nó phải hô hấp bằng da, sống ở những nơi ẩm ướt. Cái thứ hai là hô hấp cơ quan giống như mình. Cái gì nữa nào? Cơ quan lưỡi. Gì? Lưỡi hô hấp. Không phải. Trời vậy. Phổi. Không biết cơ thể mình hô hấp bằng cái gì luôn. Đang dịch Covid đó, nó tấn công vào phổi đó mấy đứa. Nhưng mà cần mà cơ quan hô hấp của mình. Ếch thì có hô hấp bằng da và phổi nha. Thỏ hô hấp bằng cái gì Phúc? Thỏ hô hấp bằng cái gì? Giống mình nè, con thỏ này giống mình đây. Hô hấp bằng cái gì? Bằng phổi. Thằn lằn cũng hô hấp bằng phổi. Đấy chưa? Đó. Chỉ có châu chấu là hô hấp bằng ống khí thôi. Rồi bây giờ đến câu 99. Rồi cảm ơn Phúc nha. Bây giờ câu 99 là bạn Nguyễn Trần Thiên Phúc. Lai tế bào soma của một loài có kiểu gen A lớn A nhỏ với loài thứ hai có kiểu gen B lớn B nhỏ, chúng ta thu được tế bào lai có kiểu gen là gì Nguyễn Trần Thiên Phúc? Cô là câu B. Ôi trời, Phúc giỏi quá ta. Đúng rồi. Ủa? Bây giờ chúng ta có ở đây á, là loài A, A lớn A nhỏ 2NA này. Xong đến loài B, B lớn B nhỏ 2NB này. Đó. Dâu, cái viết này. Vậy khi gặp cái bài này đó thì mấy đứa lấy cái của cái loài thứ nhất với cái thứ hai kết hợp lại thì sẽ ra đáp án giống như bạn Phúc nói với chúng ta đó, đó là câu B. Rồi, cảm ơn Phúc ha. Đây là cái câu 100. Xem cái này chúng ta nói cái nào đây. Lưỡng cư phát sinh ở đâu? Phúc rồi ha, Kiến Quốc. Cao Kiến Quốc. Câu 100 đó là Đại Cổ Sinh. Ờ đúng rồi. Câu này lụi hay là biết luôn đó hả? Biết luôn hả Quốc hay mày lụi? Ôi trời ơi, con giỏi quá à. Rồi câu 100 đó là câu A chính xác. Bây giờ tiếp theo đến siêu nào. Câu 101. Câu C hả? Tức là 4 cái luôn phải không? Ờ đúng rồi, phải dựa vào đặc điểm của loài cây là cây có ưa nước hay không, đặc điểm của đất. Ví dụ như đất cát đó, thì mình sẽ tưới khác, đất thịt khác đúng không? Thời tiết nắng hay là không nắng này, đặc điểm pha sinh trưởng. Ví dụ cây non thì nó ưa nước nhiều hơn. Nên bạn siêu chọn câu C là chính xác rồi. Tiếp theo câu 102. Được lắp máy trợ tim có chức năng phát xung điện. Rồi, bây giờ tiếp theo sau siêu là Tân hả? Câu B, nút sang nghĩ. Wow, tại sao giờ? Lý do? Chị rồi đó, nhớ mà. Ủa, đề 2 cô sửa lớp mình rồi hả? Chị, Tân chị đó cô. Khoan khoan, trên lớp cô sửa đề 2 rồi hả? Thôi kệ đi. Đó, mấy con thấy khác rồi cô. Thôi cô cũng sửa lại. Chưa. Cô sửa hay không thì bây giờ cũng chưa, học lại. Đoán nữa cô ơi. Rồi. Chưa cô, mấy cái đề nó có câu giống chứ chưa sửa. Rồi, có nhìn trên màn hình cô đang cho xem cái gì biết không? Có thấy cái gì không? Đây là quả tim á, quả tim của chúng ta luôn đó. Khi mà tách rời khỏi cơ thể nè, mấy đứa thấy không, đây là bên ngoài cơ thể luôn. Chúng ta cho rất dinh dưỡng, cho oxy đầy đủ, tim của chúng ta vẫn đập. Vậy có nghĩa là tách rời khỏi cơ thể của chúng ta, tim của chúng ta vẫn có một cái hệ thống đó để tự điều khiển cho tim của chúng ta đập. Vậy cái hệ thống đó là gì? Để chúng ta nhìn cái hệ thống nó sẽ hoạt động. Đây, đây người ta gọi là hệ dẫn truyền tim. Chúng ta nhìn nha, cái nút đầu tiên nè, đó là nút xoang nhĩ mà bạn Tân vừa nói đó. Nó sẽ bắt buộc cái nút này là nút để phát nhịp. Cần có cái nút này. Nó sẽ phát sang hai cái tâm nhĩ của mình. Sau đó cái xung điện đó nó sẽ lan truyền đến cái nút nhĩ thất, là giữa tâm nhĩ và tâm thất này. Sau đó cái xung đó nó sẽ lan truyền đến cái tiếp theo này, là cái vùng ở giữa, gọi là bó hít. Rồi, sau đó nó lan truyền đến toàn bộ cái vùng tâm thất này, người ta gọi là mạng Purkin. Thì tâm thất nó sẽ co. Như vậy chúng ta thấy á, là nếu như mà cái người mà người ta không có cái nút xoang nhĩ ở chỗ này nè, thì dẫn đến là người ta không có khả năng tự phát nhịp tim, thì tim người ta không có đập, thì đâu có hệ tuần hoàn hoạt động được. Vì thế người ta phải lắp một cái máy á, giống như cái hoạt động của cái đó vậy đó, để cho nó phát cái nhịp ra ha. Vậy là giống với hoạt động của nút xoang nhĩ. Xong rồi, câu 102 chúng ta chọn câu bờ. Câu 105 đến Đình Thao nào. Thao, chất cảm ứng lactose. Bạn Thao, Thao không có mic hả?
Tao trả lời C rồi, nhắn tin C rồi. Vậy hả? Rồi, đúng rồi, câu C là câu đúng, protein ức chế. Chúng ta cũng nhìn lại một chút, để chúng ta nhìn hình thì chắc là nó dễ hơn. Đây, các bạn nhìn đây ha. Gen điều hòa tạo protein ức chế này. Đáng nhẽ ra là protein ức chế sẽ gắn lên vùng vận hành ô này cơ. Nhưng mà bây giờ có lactose trong tế bào rồi, thì lactose sẽ gắn vào protein ức chế này làm cho nó bất hoạt. Đó. Vậy cái chất mà làm mà lactose làm bất hoạt là protein ức chế. Còn ở đây á, protein của A, của Y, của Z là những protein được tạo ra đó để phân giải cái đường lacto do ZIA tạo ra. Rồi bây giờ đến câu 106 là Mạnh Thắng. Chọn câu gì Thắng? Dạ câu D. Câu D, lý do tại sao vậy? Câu D là một đáp án đúng. Dạ cộng 3 đó lại rồi. Đúng rồi, chính xác ha. Chúng ta làm từ từ từng chỗ này nè. Cây lai của loài A và loài B được đa bội hóa tạo thành loài D. Loài A có 26, loài B có 24, chúng ta cộng lại là bằng 50. Đây là loài D. Bây giờ cái loài D này nó lai với cái loài C ở trên này nữa để ra được loài E. Vậy thì loài E của chúng ta sẽ bằng D là 50 cộng với loài C là 26, và đáp án của chúng ta là 76. Rồi, cảm ơn Thắng. Câu 107, người ta trồng xen các loài cây với nhau, kỹ thuật này đem lại bao nhiêu lợi ích? Diệu Thúy nào? Dạ cô. Ừ, cô từng cái một nha. Trồng xen các loài cây với nhau thì đem lại bao nhiêu lợi ích? Thứ nhất là tận dụng diện tích gieo trồng, có được không Thúy? Dạ được. Ừ, tận dụng nguồn sống của môi trường có được không? Dạ được. Ừ, thu được nhiều loại nông phẩm trong một khu vườn được không? Dạ được. Ừ, rút ngắn thời gian sinh trưởng được không? Không. Ừ, đúng rồi, câu này sai, như vậy mình chọn câu C. Rồi, cảm ơn Thúy. Tiếp theo, câu cuối cùng của chúng ta, được nông phẩm nào sau đây được phơi khô? Minh Thư, nông phẩm nào được phơi khô? Bê. Ừ, đúng rồi, hạt cà phê. Rồi, cảm ơn em. Vậy là bây giờ chúng ta xong cái đề đầu tiên rồi đó. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút nha. 30 phút. Khoan, từ từ. Bây giờ 2 giờ, đồng hồ của cô là 2 giờ 12 phút. 2 rưỡi đi. Em coi nào. Được, 2 rưỡi chúng ta quay lại làm đề thứ hai. Bây giờ cô sẽ gửi cái đề thứ hai trước nha. Chút nữa quay lại á, thì hiện nay là đến thư nè. Nhưng mà chút nữa quay lại á, cô sẽ gọi những cái bạn mà lúc nãy cô không gọi được trước. Đó là Quỳnh Anh, Khánh Duy, Mỹ Duyên, Minh Đức, Hồng Hạnh, Đức Huy. Ồ, lúc nãy cô có gọi được bạn Khang đúng không mấy đứa? Có đúng không? Được rồi. Thanh Nga, Gia Nghi, Vi Tuyết Nhã. Đó, cô sẽ gọi lại những cái bạn đó. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ giải lao, cô sẽ gửi bài cho mấy đứa. Hai rưỡi quay lại nha các em. 3 rưỡi đi. Tí nữa 2 rưỡi cô quay, tí nữa 2 rưỡi quay lại á, mà cô mà không gọi được đứa nào là tại Thành Lộc. À thôi. Khoan. Thôi nghỉ. Thảo Nguyên, cái gì, đứa nào đấy? Thảo Nguyên. À Thảo Nguyên. Cô tưởng Thảo Nguyên. Chứ về nhầm, xin lỗi Thảo. Thằng đó thôi đọc tên sao không được. Xíu con. Rồi nghỉ giải lao đi nha, dừng trình bày dùm chị với. Rồi. Tấn vô tên. Nhắn đầu má.
Gì ạ? Chị chị mở rồi. Chị vừa ấy rồi. Nó vẫn ra. Quay rồi. Đó. Để chị vào ấy chị. Ok cực. Xem này. Hả? Đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Cô sẽ gọi lại những cái bạn mà lúc nãy đó. Cô không có gọi được ha, lúc nãy cô có nói rồi. Nếu lần này mà gọi không được nữa bây giờ là coi như vắng luôn nha mấy đứa. Rồi bây giờ câu 81. Quỳnh Anh. Em dạ không có đâu. Hả? Em bấm vô nó không có dừng lại. Đợi cô một chút nha. Đây như vậy nè Trang. Ví dụ như là đây nó đang cái chỗ này nè. Nó không phải dừng chỗ này đâu. Cái chỗ này nó không tính giờ nữa thì tôi coi như dừng lại. Em có nhìn chỗ này không? Không, em không nhìn. Tại vì chị nghe nói em bấm chỗ này mà ví dụ chị bấm vào đây đi ha. Bấm vào đây. Nó tính giờ nè. Vậy là bắt đầu nó tiếp tục. Cưng thử lại đi coi. Tới đề thứ 3 rồi hả? Không, đây là đề thứ 2 của ngày hôm nay. Chúng nó lên lớp làm đề 1 rồi. Lớp chị làm nhanh lắm. Không biết là chúng nó có nhớ được không. Chắc phải gọi từng đứa ôn trả bài quá ha. Chị nhớ có gọi không? Chị không nhớ. Chị đang mở mic, chắc chúng ta đang sợ hãi chị gọi từng đứa mở bài sửa lại. Em qua đây em đớp cô. Đúng rồi. Không, cô mà cảm thấy lo lắng là cô sẽ gọi cho từng đứa khảo bài. Gọi bằng mở camera lên cho cô nhìn mặt. Ơi, cảm ơn cô ơi, không có được. Rồi, thôi được rồi, bây giờ Quỳnh Anh lúc nãy có trả lời cô đúng không? Mà lúc nãy cô Trang qua nên là cô chưa nghe được. Quỳnh Anh trả lời lại đi. Bây giờ chúng ta có kiểu gen đồng hợp một cặp, đó là cô B, đúng rồi. Bây giờ cô viết lại cái mà bạn Quỳnh Anh vừa nói nè. Các bạn nhìn thấy không, chỗ này B lớn, vậy là nó đồng hợp đúng. A lớn, A nhỏ là nó dị hợp. Vậy thì đây là kiểu gen đồng hợp một cặp. Quỳnh Anh nói cho cô xem ý A đó là kiểu gen đồng hợp mấy cặp. Quỳnh Anh đâu? Câu A là đồng hợp mấy cặp? Đúng rồi, đây nè, A lớn, B nhỏ. Cái này là đồng hợp 2 cặp. Còn câu C là đồng hợp mấy cặp? Dạ, 2. Sao vậy? Câu C là dị hợp mà. Đây nè. A lớn, A nhỏ cũng là dị hợp. B lớn, B nhỏ cũng là dị hợp. Cái này không có cặp đồng hợp nào hết. Đó. Còn cái câu này thì giống như câu A vậy đó. A lớn, B lớn. Cái câu này cũng đồng hợp 2 cặp. Đáp án của chúng ta là câu B ha. Rồi, cảm ơn Quỳnh Anh. Bây giờ câu 82. 82 là đến Duy nào, Duy đã vào chưa? Khánh Duy. Dạ rồi cô. Duy nói cho cô biết quần thể sinh vật không có đặc trưng nào? Loài đặc trưng. Đúng rồi, đây là đặc trưng của cái gì hả Duy? Dạ. Của cá thể, quần thể, quần xã hay là hệ sinh thái? À, quần xã. Đúng rồi, loại đặc trưng là chỉ có ở là đặc trưng của quần xã thôi. Còn ba cái còn lại đó là đặc trưng của quần thể. Rồi, cảm ơn Duy ha. Tiếp theo là của Duyên. Duyên đã vào chưa? Mỹ Duyên nói cho cô nào. Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo, không nhạc, không tạo được giao tử A lớn, B nhỏ? Đáp án là? Đúng rồi, câu A đó. Còn câu B chúng ta thấy có A lớn này, có B nhỏ thì tạo ra được. Câu C cũng như vậy, câu D cũng như vậy đó. Rồi, cảm ơn Duyên. Tiếp theo là đến Minh Đức. Minh Đức đã vào chưa? Vậy là Minh Đức hôm nay vắng ha. Rồi, đến... Trời đất ơi, giật cả mình. Đức, mày vừa nói nó hả Đức? Đức. Cô không nghe. Có phải bạn Đức vừa nói không ta? Đức. Ok. Đức có hay là vắng? Vậy là Đức vắng hả? Có rồi, nó mới nhắn tin rồi. À, nó nhắn tin à? Đâu rồi? Đức chắn tên là Đức chắn. Ok Đức ơi, em không nói mic được hả? Vậy thì em trả lời nha. Em nhắn cho cô cái đáp án cái câu này coi nào. Câu của em là câu 84 đó.
quần thể A và quần thể B cùng thuộc một loài. Một số cá thể từ quần thể A sang sáp nhập vào quần thể B, mang theo alien mới vào quần thể B. Vậy thì hiện tượng này chúng ta gọi là gì? Nào, đâu rồi, chúng ta nhìn đáp án của bạn Đức ạ. Dạ, cô D. Ờ, đúng rồi, di nhập gen đó. Cái này là ví dụ anh da đen trên lớp của mình nữa, mấy đứa nhớ không? Anh da đen vào nước mình đó. Như vậy chúng ta và các nước châu Phi là cùng một loài thì alien mang mới vào sẽ là di nhập gen. Rồi, cảm ơn Đức. Bây giờ đến câu 85. Cô đông nào sau đây mã hóa cho axit amin? Hồng Hạnh nào? Lúc nãy cô thấy bạn Hạnh vào rồi nè. Dạ, dạ câu C. Câu 85 là câu C. Tại sao những cái kia không chọn A, B, D vậy Hạnh? ABD là gì dạ, vậy? Dạ là bộ ba kết thúc. Đúng rồi, đó. Chúng ta có UAA, UGA và UAG là bộ ba kết thúc. Mà là bộ ba kết thúc thì không mã hóa cho axit amin. Đó. Như vậy chúng ta chỉ còn lại bộ ba này mã hóa cho axit amin thôi. Rồi, cảm ơn Hạnh. Câu 86. Câu 86 là của Đức Huy. Đức Huy đã vào chưa? Ủa cô em đâu cô? Sao cô bỏ qua em mà cô? Dầu á hả? Dầu ơi, lúc nãy em có mặt rồi nên bây giờ cô chỉ gọi những bạn hiện nay lúc nãy cô không thấy có mặt thôi. Thế đó. Dạ, 86 cô à. Ờ. Cô gì cô Huy? Cô B hả Huy? Dạ cô B. Khoan đã nha Huy, bây giờ mạch thứ nhất gen thì nó có hai mạch, mà hai mạch của nó như là hai cái cạnh bàn của mình ấy, nó sẽ song song với nhau. Như vậy mạch 1 này và mạch 2 có chiều dài nó bằng nhau, tức là số nu nó sẽ bằng nhau. Vậy mạch 1 nó có 600 nu rồi thì mạch 2 nó sẽ có bao nhiêu nu hả Huy? Hai mạch có chiều dài bằng nhau thì số nu nó sẽ bằng nhau. Vậy bây giờ mạch 1 là 600 nu. 600 luôn không? Đúng rồi, nên nó phải là 600 nu. Rồi, cảm ơn Huy. Rồi bây giờ tiếp theo đến Nga. Nga đã vào chưa nào? Thanh Nga. Rồi, dạ rồi. Ừ, Nga nói cho cô xem. Đột biến nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể? Dạ câu C mất rồi. Ờ, bây giờ cô hỏi tiếp Nga nha. Vậy đảo đoạn thì thay đổi như thế nào? Dạ thay đổi vị trí. Ừ, nhưng mà số lượng gen thì sao? Không đổi. Đúng rồi. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể số lượng gen không đổi. Đúng rồi, đó. Đến lập đoạn số lượng gen. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Như vậy câu 87 là câu C. Giang Nghi. Dạ. Giang Nghi câu tiếp theo nào Nghi, câu 88. Trong lịch sử phát triển đại nào? 88 à. Ừ, đúng rồi, Dương Sĩ phát triển là cổ sinh. Rồi, cảm ơn Nghi. Câu này đến đi thi nhớ được thì tốt, không thì lụi thì cũng không sao nha. Bây giờ đến câu 89, Tuyết Nhã. Tuyết Nhã có mặt chưa? À, Tuyết Nhã vắng hả? Rồi, vậy là hôm nay Tuyết Nhã vắng ha. À, rồi, bây giờ chúng ta tiếp lúc Tuyết nãy. Nhã có mặt đó chị. Tuyết Nhã có mặt hả? Ờ, lại mí mít hả? Vậy trả lời đáp án đi Nhã ơi. Rồi. Nhờ có cô Hạnh mà cô mới biết Nhã có mặt. Nhã trả lời đáp án đi, câu này là gì đây? Nuôi cấy hạt phấn. Hạt phấn là N nha, rau tử. Có kiểu gen A nhỏ B lớn trong ống nghiệm, sau đó xử lý bằng colchicin. Xử lý bằng colchicin có nghĩa là nó sẽ gấp đôi lên. Đó. Như vậy bây giờ chúng ta có A nhỏ, nó gấp đôi lên thì nó sẽ là A nhỏ. Bây giờ nó có B lớn, nó gấp đôi lên thì nó sẽ là cái gì đây Nhã? Đáp án A, bạn Nhã chọn đáp án A. Ôi dạ. Đúng rồi. Đó, như cô vừa trình bày mấy đứa nói đến colchicin á thì chúng ta sẽ nói đến là nó sẽ gấp đôi lên. A nhỏ thì thành A nhỏ, B lớn thì thành B lớn. Dạ, đâu rồi? B lớn. Chọn đáp án A chính xác ha. Rồi. Vậy là chúng ta từ đầu đến giờ đến bạn Thư là đã đủ rồi. Bây giờ tiếp tục nào. Nhật Tiến chọn câu 90 cho cô. Ở ruồi giấm, xét một gen nằm ở vùng không tương đồng của X. A lớn mắt đỏ là trội so với A nhỏ mắt trắng. Theo lý thuyết thì ruồi cái mắt đỏ thuần chủng có kiểu gen là gì hả Tiến? Dạ, câu C. Ruồi cái là XX hay XY hả Tiến? Ruồi. Nó giống người mình ấy. Ruồi nó giống người mình. Ruồi cái nó giống người mình, tức là giới tính giống người mình. Vậy thì ruồi cái là XX, mắt đỏ là có A lớn đúng không? Mà thuần chủng là A lớn. Đúng rồi Tiến, câu B. Con gì ngược lại quên.
Còn ngược lại hả? Bây giờ tiện thể thì chúng ta nói luôn ha. Bây giờ ví dụ như là người, động vật có vú, ví dụ như mấy con thỏ đó, rồi ruồi giấm là giống chúng ta, đó là con cái là XX, con đực là XY. Còn mấy em như là em chim này, gà này, mấy con bướm, con tằm á, thì nó bị ngược lại. Có nghĩa là con cái là XY, con đực là XX. Có một con đặc biệt mà dễ hỏi đó, đó là con châu chấu. Con châu chấu nó rất là đặc biệt, bởi vì con cái của nó là XX, nhưng mà con đực của nó là XO, tức là có một X thôi. Đó. Rồi, bây giờ đến câu 91 là bá chiết. Bá chiết câu 91. Dạ có câu, dạ câu 91. Ờ. Câu B lý do tại sao nhỉ? Dạ câu tại vì hai cái đó cộng lại nó bằng 1. Đúng rồi. E lớn, tần số của E lớn với E nhỏ cộng lại bằng 1. E nhỏ bằng 0.7 thì E lớn phải bằng 0.3. Chính xác, đáp án bờ. Cảm ơn Chiết. Bây giờ đến câu 92. Tế bào nào sau đây của cây xoài có chức năng hấp thụ nước từ đất? Minh Chiết. Minh Chiết. Minh Chiết có ở đây không ta? Đâu có xem nào. Câu C. Lớp mình có nhiều bạn bị ấy mít quá ha. Rồi đúng rồi, tế bào lông hút. Rồi, bây giờ chúng ta xem một chút về cái tế bào lông hút này ha, để lúc chúng ta đi thi ấy, chúng ta nhớ. Đấy các bạn nhìn nè, tế bào lông hút đó, thực chất đó là tế bào biểu bì thôi. Xong nó kéo dài ra thì nó mới hút nước và khoáng được. Đây trong sách giáo khoa của chúng ta có cái hình này nè. Cái rễ của chúng ta nó có rất là nhiều những tế bào biểu bì kéo dài ra thành tế bào lông hút thì nó mới hấp thụ được nước và khoáng. Còn nếu như cái rễ nào mà nó không có cái tế bào lông hút này nè thì nó không hấp thụ nước và khoáng, nó sẽ bị chết. Vì thế chỉ cần tế bào lông hút chết thì cây nó sẽ chết. Rồi bây giờ câu 92 là câu C rồi, bây giờ câu 93. Sau đến là anh Tuấn. Tuấn nào? D lớn cao là trội so với D nhỏ thấp. Tuấn chọn câu D phải không Tuấn? Ôi da. Bây giờ cô hỏi Tuấn này, cái câu A này nè, nó ra bao nhiêu cao bao nhiêu thấp hả Tuấn? Dạ tôi là... Em nói hơi nhỏ, không biết âm lượng chỗ em sao mà cô nghe hơi nhỏ. Ba thấp. Ba thấp, câu A cơ mà. Bây giờ chúng ta nhớ lại này, D lớn, D nhỏ, lại D nhỏ, D nhỏ. Thì cái cơ thể D lớn, D nhỏ này nó dị hợp, nên nó tạo ra hai loại giao tử bằng nhau. Đó. Còn cơ thể D nhỏ này tạo ra một D nhỏ thôi. Chúng ta lai vào 1 phần 2 D lớn, D nhỏ, 1 phần 2 D nhỏ, D nhỏ. Như vậy chúng ta có bao nhiêu cao, bao nhiêu thấp đây Tuấn? Nhìn trên màn hình cô đang viết kìa, có bao nhiêu cao, bao nhiêu thấp? Ủa nó đâu mất rồi? Bị làm sao rồi hả? Thôi vậy để cô nói luôn cái chỗ này ha. Cô không nghe được bạn Tuấn nói. Như vậy chúng ta có ở đây là sẽ có một cao, một thấp. Đó. Cái này cho ra 100% cao. Còn cái này làm tương tự giống như cô vừa chỉ á, là ba cao, một thấp nha. Rồi, đáp án của chúng ta là câu D. Rồi bây giờ đến câu 94. Sau Tuấn là đến Vân nào? Bộ linh dạ. Trưởng. Con nào gần với mình nhất và tại sao? Dạ con Tinh Tinh. Lý do nào? Tại vì nó không khác gì với người cô. Đúng không? Rồi, chính xác. Đúng. Đây, người ta đúng nói có cái sự khác biệt là bao nhiêu thì ở đây con Tinh Tinh không khác gì hết. Nó không khác gì thì nó chứng tỏ là nó quan hệ họ hàng gần với mình nhất. Chúng ta cứ thắc mắc là Tinh Tinh với Gorilla khác nhau như nào đúng không? Đấy, bây giờ mình xem này. Cô cho các bạn lúc nãy cô có đi tìm. Người ta miêu tả cái Tinh Tinh và Gorilla khác nhau. Đây, các bạn đoán đây là Tinh Tinh hay Gorilla? Vân, Tinh Tinh hay Gorilla đây? Dạ, con này là con khỉ con. Khỉ. khỉ đột là Gorilla, đúng rồi. Cơ bắp cuồn cuộn đó, tập gym bao nhiêu cũng được thế này mà, hiểu không? Đó. Còn bên này, đây là Gorilla nha. Còn Tinh Tinh thì thanh tú hơn, xinh hơn. Đấy, đây Tinh Tinh. Thấy không? Sao nhìn ngu quá con? Sao đây ngu, người thông minh đó, con thông minh nhất đó, ngu cái gì mà ngu. Đây, nhìn cái ánh mắt sáng ngời lên, mấy đứa thấy ánh mắt sáng ngời lên chưa? Trời ơi, học đến mức mà học đến mức não lõm ở đây này. Rồi bây giờ là biết Tinh Tinh với Gorilla khác nhau rồi đây nha. Gorilla gọi là khỉ đột, nó rất là to. Tinh Tinh thì khéo léo hơn, gần gần với người mình hơn chút.
Dạ, rồi. Nhìn nó ngu không? Gì? Nhìn nó ngu kiểu gì á? Trời ơi, đúng rồi, em thông minh hơn nó là được rồi, không cần cần quan tâm đến nó được chưa? Rồi, bây giờ câu 94 là câu C. Sao Vân là ai ta? À, Việt. Việt ơi, câu 95, quan hệ nào đây là quan hệ đối kháng? Dạ, câu D của em. Ừ, đúng rồi, sinh vật này, sinh vật khác. Ba cái còn lại này là thuộc quan hệ hỗ trợ nha. Câu 96, Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền qua tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào? Sau Việt là đến Hải Vi nào? Dạ, thưa cô là câu B. Ừ, đúng rồi, cây hoa phấn. À, chúng ta nhìn cái cây hoa phấn này, chắc các bạn cũng thấy nó quen ấy. Cây hoa phấn. Ủa, cô không ấy ở đây mất rồi hả? Thôi vậy mấy đứa tự đi tìm đi, cây hoa phấn. Có tên khoa học của nó, chút nữa đây có một cái đề nó có tên khoa học thì tìm dễ hơn. Đó. Giống giống mấy cây hoa dại của mình ấy. Rồi bây giờ câu 97. Sau vi là cuối cùng ha, Yến nào? 2N bằng 16. Tế bào sinh dưỡng thuộc thể 3 là gì hả Yến? Dạ cô là câu C. Ờ, khi nào, làm thế nào tính được nào? Thể 3 nó có cấu trúc là gì? Dạ 2N bằng 1. Đúng rồi, vậy nói cho cô biết là cái câu B này là 15 là của cái đột biến gì đây hả Yến? Dạ 2N chỉ 1. Đúng rồi, còn câu A 32. So sánh với 16 xem nào. Vậy 32 là gì nào? Dạ 2N. Ờ, 16 là 2N rồi thì 32 sẽ là 24. Đúng rồi. Rồi, bây giờ ý D 24. 24 thì là mấy N? Hai N bằng 16 thì N bằng 8 đúng không? Vậy thì 2N là 3N. Đó. Vậy trong này là có những cái đột biến. Rồi cảm ơn Yến ha, có những đột biến mà mình quen thuộc đó các bạn. Chúng ta đi thi đa số người ta hỏi chúng ta bốn cái mà cô đang viết trên bảng này thôi nào. Thứ nhất đó là thể bột. Thứ hai là thể ba. Cái thứ ba là tam bột. Cái thứ tư là tứ bột. Đó, là những cái mà chúng ta, ôi trời đất ơi, chúng ta cần nhớ cho cô nha. Rồi bây giờ đến câu 98. Rồi cảm ơn Yến. Câu 98 chúng ta quay trở lại từ đầu. Tú An. Tú An 98. Tú An đâu mất rồi? À đây. Đây, giọng đã vang vợi từ nơi xa. Bây giờ nói cho cô biết xem nào. Một cái loài nó chỉ sống được ở nhiệt độ là từ 5 đến 40 độ C. Sinh trưởng tốt nhất là 20 đến 30 độ C. Vậy giới hạn sinh thái là từ bao nhiêu đến bao nhiêu đây An? Dạ 5 độ đến 40 độ C. Đúng rồi, là câu A, 5 độ đến 40 độ C ha. Còn 20 đến 30 độ C thì người ta gọi là khoảng thuận lợi nha mấy đứa. Còn 5 đến 40 độ C người ta gọi là giới hạn sinh thái. Rồi cảm ơn An. Câu tiếp theo, Quỳnh Anh. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất? Quỳnh Anh nào? Quỳnh Anh đâu dạ, rồi? Dạ cô. Dạ ừ. Con đây. Ừ, nào sinh vật sản xuất. Đó cô là cây dẻ. Đúng rồi, cây dẻ là sinh vật sản xuất. Quỳnh Anh nói cho cô xem là sóc, chăn và rắn hổ mang gọi chung là gì? Dạ động vật. Ừ, mà sinh vật nào trong ba sinh vật mà cô kể đây, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, sinh vật nào nào? Dạ sinh vật tiêu thụ với phân giải. Ồ, nó không, sinh vật tiêu thụ thôi, đúng rồi, ba con này đều là sinh vật tiêu thụ. Rồi cảm ơn Quỳnh Anh ha. Câu 100, ở chim bồ câu, phổi thuộc cơ quan nào sau đây? Tiếp theo Tuyết Anh. Dạ. Ừ, phổi. Phổi hệ hô hấp. Đúng rồi, phổi là hệ hô hấp, chính xác ha. Rồi cảm ơn Tuyết Anh. Câu 102, trong chuỗi thức ăn này thì có bao nhiêu mắt xích là sinh vật tiêu thụ? Vân Anh. Vân Anh. Dạ cô. Ừ. Câu A ba cái Vân Anh kể đi, đó là. Đó là. Cái nào là sinh vật tiêu thụ? Trên trên cái chuỗi này nè. Động vật phụ du. Đúng rồi. Cá mập. Đúng rồi, cảm ơn em. Rồi, câu 102 là ý A, câu 103. Khi nói về quá trình phiên mã tế bào nhân thực thì phát biểu nào sau đây là đúng? À, Vân Anh ở Châu nào, Minh Châu. Dạ thưa cô, 103A. Ờ, A đúng không? Chỉ có một trong hai mạch làm khuôn thôi. Bây giờ chúng ta xem lại cái chỗ này một chút. Mạch làm khuôn luôn có chiều từ 3' đến 5', gọi là mạch gốc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo phân tử ARN nhé. Đây, phân tử ARN. Bởi vì nó có mạch khuôn là 3' đến 5', nên chiều tổng hợp ARN nó sẽ ngược lại 5' đến 3'. Vậy thì ý B đã sai ở đâu vậy Châu? Dạ, nó... Ừ, sai cái gì?
Dạ nó phải là chiều 5,3 phẩy. Chính xác. Rồi nó sai ở chỗ chiều đấy. Còn IC sai ở đâu nào? Dạ thưa cô là không có sự tham gia. Đúng rồi, ribosome nó tham gia ở dịch mã chứ không phải là phiên mã. Rồi câu D, enzyme xúc tác cho phiên mã là ADN polymerase sai ở đâu nào? Dạ cái đó phải là ARN. Ồ đúng rồi, Châu rất giỏi. Rồi cảm ơn Châu. Giỏi quá. Ừ giỏi quá. Câu 103 là câu A. Bây giờ câu 104. Rồi cảm ơn Châu nha. Tiếp theo đến Khánh Duy. Chất nào sau đây để đồng hóa CO2 thành carbohydrate trong bốn đáp án này Duy? Dạ câu C cô. Đúng rồi. Đó. ATP và NADPH là pha sáng tạo ra, sau đó qua pha tối để giúp tạo CO2, từ CO2 tạo thành carbohydrate. Rồi. Bây giờ đến câu 105. Cảm ơn Duy. Đến Mỹ Duyên là Duyên. Số loại thể 3. À. Cái này ra bao nhiêu? Câu C. Ok, cái câu này hơi lạ so với bình thường mình làm mấy đứa ạ. Bình thường là hỏi là số lượng nhiễm sắc thể của thể 3 thì nó mới là câu C. Còn ở đây người ta hỏi số loại á, ví dụ mình sẽ có loại thể 3 ở cặp 1, loại thể 3 ở cặp 2, cặp 3, cặp 4, cặp 5. Như vậy số loại thể 3 sẽ bằng là N, tức là bằng 11 cơ. Đó. Thôi câu này thì mình bổ sung thêm một chút thôi, không quen với mình ra lắm. À, được rồi ha. Rồi cảm ơn Duyên. Đến Minh Đức. Câu 106 nào Đức? Đây. Câu A đúng không? Đức nó tiết kiệm lời nói, cô nghe nó thì thào sao đấy ta. Rồi bây giờ là câu gì? A, B, C, H, D. Đức. A, câu C. Câu C hả Đức? Bây giờ nè, khi có cả A lên trội A lớn và B lớn thì là hoa đỏ. Và vậy chúng ta quy ước như thế này đấy. A gạch B nhỏ, A nhỏ, B gạch, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ là hoa trắng. Như vậy khi mà chúng ta đem lai cái cơ thể này với nhau nè, chúng ta đi tính hoa đỏ thôi chứ đừng bao giờ đi tính hoa trắng hết. Như vậy mình tính A gạch, B gạch bằng cách A lớn, A nhỏ là A nhỏ thì A gạch là bao nhiêu hả Đức? A lớn, A nhỏ là A nhỏ thì A gạch là? 50. Ừ, 1 phần 2. B nhỏ là B lớn, B nhỏ thì B gạch là? Dạ 1/4. Ý, bên trên A lớn A nhỏ là A nhỏ ra 1/2 mà bây giờ B nhỏ là B lớn. 1/2. Như vậy đáp án sẽ ra 1/4 hoa đỏ. Như vậy 3/4 phải là hoa trắng nên đáp án A đó mới là đáp án đúng. Rồi, cảm ơn Đức nha. Bây giờ đến câu 107. Hai nhân tố nào sau đây đều có thể làm phong phú từ khóa của chúng ta đó là làm phong phú vốn gen. Sau Đức, bây giờ đến dầu nào? Làm phong phú vốn gen. Ừ. Đáp án A, B, C hay D? Dạ cô là câu C. Ừ đúng rồi, đáp án của chúng ta phải là câu C. Di nhập gen và đột biến. Đột biến thì tạo ra alen mới, còn di nhập gen thì nhập nó vào á, đưa cái alen mới vào. Được rồi, cảm ơn Dầu. Câu 108. Có khả năng chuyển hóa NH4 cộng thành NO3 trừ hồng hạnh. Dạ. Dạ công an. Ừ đúng rồi, vi khuẩn nitrat hóa. Chúng ta nhìn cái kết quả phía sau này mấy đứa. Nhìn cái chỗ này là nitrat đúng không? Vậy thì cái mà tạo ra nó gọi là nitrat hóa. Còn ví dụ như vi khuẩn amon hóa ấy, thì là từ xác của sinh vật chuyển thành NH4 cộng. Thế chúng ta gọi là vi khuẩn amon hóa. Vi khuẩn phản nitrat này, cái từ phản này nè. Vậy có nghĩa là bây giờ nó chống lại cái nitrat này đúng không? Từ nitrat này nó chuyển lại thành cái N2 thì gọi là phản nitrat. Còn vi khuẩn cố định nitơ là từ N2 chuyển thành NH4 cộng. Rồi. Được rồi ha, cảm ơn Hạnh. Câu 108 và đến câu 110 để xem chúng ta xem là cái nhóm nào nó sẽ sống đây. Huy Hoàng. Huy Hoàng chúng ta cùng đọc nha. Để chuẩn bị cho tiết thực hành vào ngày hôm sau, bốn nhóm học sinh đã bảo quản ếch theo bốn cách khác nhau. Nhóm 1 là cho ếch vào thùng xốp kín, sau đó lót một lớp đất ẩm. Nhóm 2 là cho vào thùng xốp kín, lót một lớp mùn cưa khô. Nhóm 3 là thùng xốp có nhiều lỗ nhưng mà lót một lớp đất ẩm. Nhóm 4 là thùng xốp có nhiều lỗ nhưng mà lót một lớp đất khô. Theo em thì thùng nào nó sẽ sống? Nhóm nào nó sống? Dạ, nhóm 3 cô. Đúng rồi, tại sao? Chính xác là nhóm 3 nó sẽ sống. Em nghĩ là nó cần đất ẩm với lại nó phải có lỗ thì nó mới thở được. Ờ đúng rồi. Con ếch á, nó có hô hấp hai kiểu, da và phổi, đúng không? Mà khi hô hấp thì cần phải lấy khí oxy vào, vì thế nó cần có cái lỗ nhỏ này để nó đưa oxy vào. Cái thứ hai là hấp qua da, chúng ta biết rồi, nó phải sống ở nơi ẩm ướt, vì thế cần phải lót đất ẩm dài 5 cm. Rồi ha, hết chưa nhở? À vậy là đề 3 luyện luyện tập 3 của chúng ta đã hết rồi đó. À, bây giờ có bạn nào hỏi về đề này không?
Không hả? Chúng ta nghỉ giải lao nha. Chúng ta nghỉ giải lao đến mấy giờ đây? Theo khoan khoan. Cô ơi. Cô giảng lại câu của Đức được, cô em không hiểu câu của Đức. Câu của Đức là câu số bao nhiêu? Câu 106 á cô. Ờ đúng rồi. Khoan, trước khi mà giảng cho giàu ấy thì bây giờ cô sẽ hẹn giờ để mấy đứa quay trở lại nè. 2:55 đúng không? Chúng ta 4:30. À, đến 3:10. Im nào. Theo đồng hồ trên màn hình của cô đây nè, đồng hồ trên màn hình của cô 3:10 chúng ta sẽ làm đề số 4. Rồi, bây giờ cô nói lại chỗ này nha dầu. Đầu tiên là dầu quy ước gen đã. A gạch B gạch là đỏ. Dầu thấy không? Đó. Tại vì người ta nói là có cả alen trội A lớn và alen trội B lớn đều là hoa đỏ, còn ba cái còn lại là hoa trắng. À, bên dưới chúng ta nhìn sơ qua chúng ta thấy người ta hỏi kiểu hình thôi. Vì thế nên chúng ta sẽ đi tìm cái kiểu hình hoa đỏ thôi. Vậy cô viết lại nè, bố mẹ của nó đây. Sao rồi ta? Đây. Và cô muốn đi tìm đời con cái A gạch B gạch này thôi, để xem hoa đỏ ra bao nhiêu thì trừ đi sẽ là hoa trắng. Vậy A lớn A nhỏ lại A nhỏ A nhỏ thì A gạch là 1/2 đúng không dầu? B nhỏ B nhỏ lại B lớn B nhỏ thì B gạch là 1/2 đúng không? Như vậy có phải là cô có 1/4 hoa đỏ không dầu? Như vậy thì cô sẽ ra 3/4 hoa trắng đúng không? Nên là nó tính ra phần trăm thì 1/4 đó là 25%, 3/4 là 75% và đáp án của chúng ta là đáp án câu A. Rồi. Có cái gì cần hỏi thì cứ hỏi nha. Rồi bây giờ chúng ta nhớ nha, 3:10 chúng ta quay trở lại. Chúng nó cách thở. Cách thở luôn á. Mày cứ nghe bên kia đây mày sẽ thấy. Đâu rồi, ra tí nữa đâu rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Lúc nãy là chúng ta đến Huy Hoàng là cuối cùng của câu lúc nãy nha. Vậy thì bây giờ tiếp theo sẽ là Đức Huy. Đức Huy câu 81 nào. Đức Huy đâu rồi? À đây. Câu 81. Câu gì đây ta? Chúng ta có cây hoa phấn à. Gen quy định màu lá nằm ở trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá xanh, thụ phấn cho cây lá xanh. Vậy đời con có kiểu hình là gì? À, câu D. Bằng trực giác hả Huy? Đáp án đúng là câu D. À, cái này lý do ấy, các mấy đứa. Trời. Những cái nào mà nằm trong tế bào chất ấy, thì sẽ di chuyển theo dòng mẹ nha. Ai đó? Ok Huy, ok Huy, em đúng rồi. Rồi, bình tĩnh Huy. Đừng vui quá. Bây giờ chúng ta có gen nằm trong tế bào chất là gen di truyền theo dòng mẹ nha mấy đứa. Vì thế mẹ như thế nào thì tất cả những đứa con sẽ y chang như vậy. Giống như là gen quy định bệnh động kinh ở người mình ấy, là gen nằm ở trong tế bào chất, nó có quy định về bệnh động kinh. Vì thế nếu như mẹ bị bệnh động kinh ấy, thì tất cả con trai và con gái đều có nguy cơ là bị bệnh động kinh hết 100% được. Nhưng mà bố bị bệnh động kinh thì con nó sẽ không bị, không sao cả. Kiểu như thế, người ta gọi là di truyền theo dòng mẹ. Như vậy chúng ta thấy ở đây lấy cây hạt phấn của cây lá xanh, thụ phấn cho cây lá xanh. Vậy thì chắc chắn mẹ của nó lá xanh rồi. Vậy thì đời con nó sẽ giống mẹ nó 100% lá xanh. Rồi cảm ơn Huy ha. Tiếp theo Minh Huy câu 82. Minh Huy nào? 82 Hà cô.
câu A đúng không? Cái từ khóa ở đây đó là đảo ngược 180 độ. Nếu có cái câu đảo ngược 180 độ nối lại vị trí cũ thì chắc chắn như bạn Huy làm đó, đột biến đảo đoạn. Rồi, cảm ơn Huy. Cái câu 83, tần số hoán vị gen của hai gen là 22%, khoảng cách của hai gen này là bao nhiêu? Xuân Khang. Khang. Xuân Khang là trả lời theo hình thức nào vậy ta? Xuân Khang chọn được câu. Câu B rồi, Xuân Khang chọn câu B đúng không? Rồi đúng rồi. Tần số hoán vị gen á thì nó bằng đúng khoảng cách luôn. Chỗ này bao nhiêu đó thì đáp án nó sẽ bấy nhiêu. Đáp án là câu B. 22 cm mọc gan. Mọc gan này là để tưởng nhớ cái ông mọc gan ông mới phát hiện ra. Câu 84, Hoàng Lan. Nhân tố làm thay đổi tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể. Câu C. Câu C đúng không? Rồi, đáp án là câu C, đột biến gen. À, ở đây nó có một cái từ nữa nè, là rất chậm. Ở đây chúng ta có giao phối ngẫu nhiên thì nó không làm thay đổi tần số allele rồi. Giao phối không ngẫu nhiên cũng vậy, tức là A và D thì không làm thay đổi tần số allele. Bây giờ chúng ta chỉ còn B và C thôi. Nhưng chúng ta còn một từ chìa khóa, đó là thay đổi rất chậm. Thì đáp án là câu C, tại vì tần số đột biến nó rất là thấp. Người ta nghiên cứu là từ 10 mũ trừ 6 cho đến 10 mũ trừ 4, tức là 1 triệu giao tử ấy, mới có một giao tử đột biến. Còn mấy đứa hình dung các yếu tố ngẫu nhiên là mưa gió bão lũ thì chỉ cần một cái trận cháy rừng thì tần số allele nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Vậy đáp án của câu 84 của chúng ta đó là câu C. Bây giờ đến câu 85, câu này phải tính toán rồi đây. Đến Lộc nào, Thanh Lộc. Bây giờ theo kết quả khảo sát này, chúng ta có diện tích phân bố, có kích thước. Vậy thì người ta hỏi là mật độ của quần thể nào là thấp nhất. Muốn tính mật độ thì mình tính như thế nào ha Lộc ha? Là lấy kích thước chia diện tích. Đúng rồi, nào hãy chia đi. Dạ, cái đầu tiên đi. Kích thước chia diện tích cho cô đáp án. 2.0 chia 3.558. Ừ. Dạ 1.2 cô. Ok, cái thứ hai. Dạ đợi con xíu cô. Ừ. Em cứ từ từ em đọc đáp án cho cô thôi. 3.7.8.9.4.8.6. Dạ ra là 1.5. Đúng rồi. Quần thể 3. Cái đó 2 luôn. Ừ. Cái cuối cùng. 4.5.1.5.4. Dạ cái cùng ra 2.5. Vậy đáp án của Lộc là? Thấp nhất là em chọn câu câu A. Ừ đúng rồi, câu A quần thể 1 chính xác bởi vì nó có 1.2 thôi. Rồi cảm ơn Lộc. Bây giờ câu 86, chim phát sinh ở đại nào đây? Luân nào? Câu đại tân sinh của sơn. Tân sinh hả? Chưa, nó chưa đến vậy. Tân sinh là nói đến người với linh trưởng, nó phát sinh trước tân sinh cơ luôn. Trước tân sinh là cái nào? Trước tân sinh. Trung sinh. Đáp án của chúng ta phải là trung sinh. Rồi, cảm ơn Luân. Câu 87. Theo vĩ độ thì rừng mưa nhiệt đới thuộc khu sinh học phân bố ở đâu? Mạnh nào? Rừng mưa nhiệt đới phân bố đâu? Đúng rồi, từ khóa là có rừng mưa nhiệt đới rồi thì phân bố nhiệt đới. Rồi, cảm ơn Mạnh. Nhật Nam, câu 88. Thành phần kiểu gen như thế này thì tần số A nhỏ là bao nhiêu? Nhật Nam. Câu B. Lý do tại sao ra được 0.8 nào? AA là 0.6. Đúng rồi. Còn em bên đây là 0.2. Đúng rồi. Chúng ta lấy A nhỏ là 0.6 cộng với A lớn A nhỏ chia đôi. Đáp án của chúng ta đó là câu B, 0.8. Rồi, cảm ơn Nam. Nga, câu 89. Từ hành đó. Đúng rồi, lúc nãy chúng ta có nói cái chỗ này ha, nitrat hóa. Bây giờ nhắc lại một chút, cố định nitơ là chuyển từ cái gì thành cái gì nào Nga? Cố định nitơ. Cố định. Vậy bây giờ chúng ta nhớ này, cố định. Vậy có nghĩa là bây giờ nó phải chuyển từ một cái không cố định thành một cái mà ở trong đất. Không cố định là khí này, chuyển thành ở trong đất NH4+. Đó, vậy cố định nitơ là N2 thành NH4+. Phản nitrat. Nitrat là NH4+ thành NO3-. Vậy thì phản nitrat là cái gì nào? Sẽ bắt đầu từ NO3- chuyển thành N2. Còn ni amon hóa là cái xác chết á. Ví dụ như các cái sinh vật chết thì nó sẽ được sinh vật phân giải trở thành NH4+. Rồi, cảm ơn Nga. Đáp án câu 89 là câu cờ. Tiếp theo Giang Nghi, câu 90.
trong quá trình tiêu hóa ở người thì quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở đâu? Dạ cô B. Ừ, ruột non đúng không? Tiện đây thì Nghi sẽ trả lời cho cô cái này cho cô một chút nha. Đây, Nghi nhìn đây, đây là hệ tiêu hóa của người. Ở đây cái khoang miệng nè, tiêu hóa cơ học hay là tiêu hóa hóa học xuất hiện ở đây hả Nghi? Dạ cơ học. Mình nhai cơm lâu đó, xong mình có thấy ngọt đó. Và nó có tiêu hóa gì? Ừ, đúng rồi, vừa có cơ học vừa có hóa học, nhưng mà cơ học là chủ yếu. Đến thực quản là tiêu hóa gì? Nuốt xuống thôi, nuốt xuống, đẩy xuống thì gọi là tiêu hóa gì nào? Cơ học. Ừ, cơ học thôi. Bây giờ đến dạ dày. Dạ dày có co bóp thì đó là tiêu hóa gì? Dạ cơ học. Ừ, sau đó dạ dày có tiết ra cái enzyme gần giống như nước ngọt á, enzyme pepsin á và HCL, vậy là nó có cái tiêu hóa gì? Ừ, đúng rồi, dạ dày là vừa có cơ học vừa có hóa học. Bây giờ đến ruột non. Ruột non này chúng ta nhìn thấy tuyến tụy này, mật này, đều đổ vào ruột non để tiêu hóa hết, nên chủ yếu nó là tiêu hóa hóa học. Nó có cái nhu động ruột ấy, thì là tiêu hóa cơ học. Và bây giờ câu hỏi Nghi là còn cái cuối cùng thôi, là cái chỗ cô đang chỉ đây, ruột già là tiêu hóa gì hả? Tiêu hóa gì? Ruột già không có tiêu hóa. Có, ruột già có tiêu hóa cơ học là nó chuyển động phân và hấp thụ lại nước thôi. Đó, nó làm tạo ra cái khuôn đẹp đẽ đi ra ngoài thôi. Đấy. Bây giờ, rồi cảm ơn Nghi nha. Tiện thể ở đây á, chúng ta đang bị cái dịch Covid đúng không? Là nó tấn công vào phổi. Thì cô có nói lại một cái vấn đề là hồi trước á, lớp 11 chúng ta đã từng nói đến cái vấn đề đấy. Các bạn nhìn thấy cái chỗ cơ hoạch này không? Cái chỗ cơ hoạch này nè. Xong hồi trước cô bảo thập thở đó, thì chúng ta phải thở bụng. Thở bụng tức là chúng ta sẽ thở sâu thì nó mới tốt cho cái sức khỏe, nhất là trong cái mùa dịch đang tấn công vào phổi của chúng ta. Lý do tại sao thở bụng nó lại tốt? Khi mà chúng ta hít vào, cái bụng của chúng ta phải phình ra. Các bạn cứ thử hít vào đây, cái bụng của các bạn phải phình ra mới được. Lý do tại sao? Cái cơ hoành này nó phải hạ xuống này. Cái vùng mà cô đang chỉ... Hả? Em vừa hít vừa hóp được mà. Từ từ. Chúng ta hít vào á, thì cái bụng của chúng ta phình ra. Lý do tại sao? Là bởi vì cái khoang ngực của chúng ta là vùng phổi á. Khi mà chúng ta bụng phình ra là cơ hoành của chúng ta đang hạ xuống. Nhìn đây nhé, cái cơ hoành chỗ này nè. Nào, khi chúng ta hít vào cái bụng phình ra để cái cơ hoành này nó hạ xuống, thì lúc này á, cái thể tích phổi của chúng ta nó sẽ tăng lên và bạn hít được nhiều khí nhất. Vậy khi chúng ta thở ra là toàn khí CO2 và các khí cặn thôi đúng không? Chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ thải ra được nhiều nhất cái khí đó. Thì chúng ta hóp cái bụng vào, chúng ta đẩy cái cơ hoành lên. Khi nó đẩy cơ hoành lên thì lúc này cái thể tích phổi của chúng ta nó nhỏ để nó đẩy cái khí cặn ra bên ngoài. Đó là lý do tại sao thở bụng nó lại tốt. Đa số thì các bạn nữ hay bị thở ngực, nó là bị thở nông. Vì thế chúng ta phải tập cái kiểu thở bụng như vậy nào mấy đứa. Là lý do cái cơ hoành này nó xuống như thế này thì chúng ta sẽ lấy được nhiều khí. Rồi lúc thở ra nó nâng lên để mình thải ra được nhiều các khí cặn thì nó mới tốt được nha. Mùa dịch này thì chúng ta nên tập cái thở này để chúng ta tốt cho cái hệ bên hô hấp của mình. Ủa lúc nãy Dầu nói cái gì Dầu? Không rồi à? Bình thường rồi hả? Đó. Rồi bây giờ vậy câu 90 là chúng ta chọn câu B. Câu 91. Bây giờ đến Bảo Ngọc nào Ngọc. Cơ thể sinh vật rồi. Ừ đúng rồi. Mang hai bộ của hai loài. Hai loài thì tức là từ hai nguồn khác nhau, nên chỗ này có từ dị tức là khác nguồn. Dị đa bội là 2NA cộng 2NB. Bảo Ngọc nói cô biết tam bội ký hiệu là gì? 3N. Đúng. Thể 1 N trừ 1. Đúng, thể 3. 2N cộng 1. Ừ, đúng rồi, cảm ơn em. Đáp án của chúng ta ở đây là câu C. Câu 92. Sinh vật nào sau đây có cặp nhiễm sắc thể giới tính mà con cái là XX, con đực là XY? Hồng Ngọc nào? Dạ, cô là cô B. Ừ, đúng rồi. Vậy con chim thì con cái là gì? Dạ, chim cái là XY. Ừ, đúng rồi, con gà mái đúng không? Con bướm cũng giống con chim vậy. Còn châu chấu con đực là gì? Con đực châu chấu. Con đực là XO. Cái châu chấu lúc nãy mình nói là con châu chấu đặc biệt. Con đực là XO, con cái là XX. Rồi, cảm ơn em. À, tiếp theo là đến bạn Nhã đúng không? Nhã nói cho cô câu 93. Số nhóm gen liên kết. Câu gì? Câu D đúng rồi. Số nhóm gen liên kết là bằng N. 2N bằng 24 thì nhóm gen liên kết N sẽ bằng 12. Rồi, cảm ơn Nhã. Câu 94. Trong quá trình phiên mã, nu loại ươi của môi trường nội bào sẽ liên kết bổ sung với nu loại nào của gen? Rồi bây giờ chúng ta có gen có ATGX. Bây giờ chúng ta sẽ xem nu loại nào, u sẽ liên kết với loại nào, nhật nào.
nu loại u của môi trường liên kết bổ sung với. Bây giờ như vậy đi, A của gen thì liên kết với nu loại nào của môi trường đây Nhật? A thì liên kết với B. Ủa gì? A liên kết với B? B đâu? T đó hả? À, khi mà chúng ta phiên mã đó thì đâu có T xuất hiện đâu đúng không? Nên A phải liên kết với U. Ừ, T thì liên kết với A, G với X, X với G. Nên đáp án câu này sẽ là câu A. Ừ, đúng rồi. Rồi, cảm ơn Nhật. Bây giờ câu 95, phép lai nào sau đây đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp? Phong. Dạ, dạ câu C con. Câu C. Câu C này hả Phong? Bây giờ A lớn lại A lớn A nhỏ. Cơ thể này cho một giao tử A lớn đúng không? Cơ thể này cho 1 phần 2 A lớn, 1 phần 2 A nhỏ. Như vậy cô kết hợp lại thì nó phải ra 1 phần 2 A lớn, 1 phần 2 A lớn, A nhỏ. Như vậy có dị hợp rồi. Ở đây người ta nói chỉ có kiểu gen đồng hợp cơ. Đáp án phải là câu B. Ừ, đáp án phải là câu B. Đó. Còn nếu nó là câu A thì nó ra toàn dị hợp thôi. Còn câu B này có đồng hợp nhưng mà cũng có dị hợp. Đó. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu B. Rồi, cảm ơn Phong. Câu 96. Trần Thiên Phúc. Câu D hả? Lý do tại sao vậy Phúc? Từ một cây có kiểu gen như thế. Bây giờ cô hỏi Phúc nha. Bây giờ cô hỏi Phúc một chút, hạt phấn là cái gì? Mấy N? N là giao tử, đúng không? À, bây giờ nuôi cái có bao nhiêu cái giao tử này thì sẽ mọc ra bấy nhiêu cây đơn bộ. Vậy thì bây giờ Phúc nhìn cái kiểu gen này nè, nó có 3 cặp, nó có tạo ra được mấy loại giao tử? A lớn tạo ra mấy loại? Ừ, B lớn, B nhỏ. 2 đúng không? D nhỏ, 1. Chúng ta nhân vào. Đó. Như vậy cuối cùng nó tạo ra 2 loại giao tử thôi. Thì sau này nó sẽ tạo ra 2 cây đơn bội thôi. À, Phúc hiểu cách làm này chưa? Được rồi ha. Câu 92 là đáp án A. Bây giờ câu 96 là đáp án A. Câu 97. Câu 97. Nguyễn Trần Thiên Phúc. Nguyễn Trần. Câu D. Câu D hả? Phát biểu sai nha. Phát biểu sai nha. Để cô xem nào. Một lượng vôi sút chuyển thành canxi carbonat. Đây này, nhìn chỗ này là vôi sút đúng không Phúc? Vôi sút là CaOH. Đúng không? Hai lần. Ấy ô, biết không? Rồi, cộng với cái gì? Khi mà hạt nó nảy mầm á thì nó thải ra hô hấp giống như mình vậy đó. Mình hô hấp mình thải ra khí gì hả Phúc? Gọi là CO2. Đúng rồi, vậy thì nó phải tạo ra CaCO3 phải không? Canxi của con nát. Vậy cái này phải đúng chứ. Vậy câu D không phải rồi, tìm phát biểu sai. Bây giờ cái nào là A, B, C hay A hay B hay C nè? Hô hấp nhiệt độ có tăng không? Đi C này, hô hấp nhiệt độ có tăng không? Mình mà hô hấp, mình chạy thể dục ngoài sân trường đó, xong mình hô hấp mạnh đó, người mình nhiệt độ có tăng không? Có. Có đúng không? Vậy thì hô hấp làm tăng nhiệt độ. Cái câu này cũng là một nhận định đúng. Bây giờ chỉ còn lại A và B thôi. Đây là giọt nước màu đây. Giọt nước màu đây. Liệu nó di chuyển về phía này hay là nó di chuyển ngược lại? Bây giờ thôi, chọn đi, chọn lại A hay là B đúng. A hay là B là một nhận định sai. Ừ, câu A là nhận định sai đấy các. Lại lý do tại sao vậy? Hô hấp thì nó phải cần oxy đúng không? Nó cần oxy thì lượng oxy phải giảm chứ. Đó. Lượng oxy giảm nên dẫn đến là cái giọt nước màu này nó sẽ di chuyển theo đúng cái chiều mà cô đang vẽ mũi tên này nè. Nên cái nhận định B là một nhận định đúng. Chỉ có nhận định A là sai thôi. Rồi, cảm ơn Phúc. Câu 98. TARN vận chuyển axit amin có anticodon là gì? Cao Kiến Quốc. Câu B. Câu B, làm thế nào để ra câu B hả Quốc? Câu B của Quốc đúng rồi nè. À, bây giờ chúng ta viết từ từ nha. Triplet là trên gen đó. Là 3.TAX 5. Chúng ta sẽ viết đến MARN. Chỗ này sẽ là mấy phẩy hả Quốc? Dạ, 3 phẩy. Ờ, bên trên 3 phẩy rồi. Chỗ này phải là 5 phẩy. T thì chỗ này là A. A, U, G, 3 phẩy. Ừ, đúng rồi. Vậy thì cái TARN đến đối mã đó, nó sẽ đối với cái mình vừa viết đó. Chỗ này 5 phẩy thì là 3 phẩy. A thì là U. A, X, 5 phẩy. Nên đáp án của em là câu B là chính xác. Được rồi ha Quốc. Câu 99. Trong chu kỳ hoạt động tim của người bình thường, ngăn nào sau đây của tim trực tiếp
nhận máu giàu CO2 từ tĩnh mạch chủ. À, bây giờ đến siêu nào. Siêu. Dạ. Ừ. Ngăn nào của tim trực tiếp nhận máu giàu CO2 từ tĩnh mạch chủ? Tâm thất hả? Ừ, từ chúng ta phải xem cái hình đã. Cô sẽ chỉ các bạn cái hình nha. Hệ tuần hoàn của người. Tâm nhĩ chứ nhĩ. Ừ, để xem nó là tâm gì coi. Cái nào dễ nhìn ta? Lấy cái trong sách đi. À, bây giờ nhìn vào đây nè. Siêu nhìn cô chỉ nhá. Cái này nó bị ngược chiều với mình. Cái phần màu xanh này đó, đó là cái ngăn bên phải trong cái cơ thể của mình á, nó là ngăn bên phải. Còn cái phần màu đỏ đó, nó là ngăn bên trái, nó ngược với cái mà mình đang ngồi. À, bây giờ chúng ta nhìn ở đây, chúng ta xem cái tim, máu của tim nó đi như thế nào. Cái chỗ cô đang chỉ này là tâm thất. Cái nhỏ xíu này là tâm nhĩ. Vậy thì đầu tiên á, máu từ tâm thất thì sẽ đẩy vào động mạch. Ở đây là động mạch phổi, là một cái máu nghèo oxy nên nó có màu xanh. Nó lên phổi để làm gì? Để lấy oxy, trở thành máu rất giàu oxy đỏ tươi theo tĩnh mạch phổi đi về tâm nhĩ trái. Xong rồi từ tâm nhĩ trái nó xuống tâm thất trái. Tâm thất trái sẽ đẩy vào động mạch chủ, đi đến tất cả các tế bào, trao đổi oxy, lấy lại CO2, trở thành máu nghèo oxy theo tĩnh mạch chủ và quay trở về tâm nhĩ. Tâm nhĩ gì đây siêu? Tâm nhĩ phải. Ừ, đúng rồi. Như vậy máu mà trở về lúc nào cũng trở về tâm nhĩ, còn máu đi ra sẽ đi ra từ tâm thất, mà máu nghèo oxy sẽ là tâm nhĩ phải. Rồi. Đáp án này của chúng ta đó là câu D. Ừ, đúng rồi, câu D. Rồi, cảm ơn siêu. Câu 100. Một lứa thức ăn trên đồng cỏ được mô tả như thế này, cái nào có bậc dinh dưỡng cao nhất? Đức Tân. Okay. Cáo hả Tân? Cáo đúng không? Cảm giác rằng thấy cáo. Ừ đúng rồi, chúng ta sẽ cùng viết ra với các bạn. Đầu tiên là cỏ. Sao cô cứ bị ấy cái này? Cỏ nè. Cô viết xuống dưới này nha mấy đứa. Cỏ, xong con gì ăn cỏ đây? Thỏ, chuột, châu chấu. Cô viết xong thì bạn Tân sẽ chỉ. Chim. Châu chấu là thức ăn của chim sẻ luôn. Vậy có một mũi tên chỗ này. Xong là con cáo, nó ăn chim sẻ với lại thỏ. Không biết làm sao nó bắt được chim sẻ nhỉ. Xong rồi đến cú mèo ăn chuột đồng. Rồi bây giờ nói cho cô biết lý do tại sao chúng ta chọn cáo. Hỏ Tân. Dạ, tại nó là bậc mấy? Hình như có xíu xíu gì thôi. Cô bị thiếu cái gì? Mày đọc được chữ cô. Cáo là bậc 3. Cáo là bậc 3. Vậy thì cú cũng bậc 3 đây này. Cỏ, chuột đồng, cú. Thì cú là bậc 3 đây này. Tại sao em không chọn cú mà em lại chọn cáo? Bậc 3 khác dinh dưỡng. Người ta đang hỏi bậc dinh dưỡng cao nhất. Vậy có nghĩa là con cáo nó phải trên 3. Vậy là cáo là 4. Ở trong chuỗi nào nó là 4? Đọc chuỗi đó lên. Dạ, cỏ cho cháu, chim sẻ, cáo. Ừ, đúng rồi, cỏ, châu chấu, chim sẻ, cáo. Lúc này là bậc 4, chính xác. Rồi, đồng ý với Tân. Câu 100 đáp án cờ. Rồi, cảm ơn Tân. Câu 101. Thao nào? À, bạn Thao chắc là đọc ấy. Cô để cô... Thao rồi. Đợi chút. Ồ, Thao ấy được rồi hả? Hay là nó viết ở đây? Nó mới nhắn câu A rồi. Câu A hả? Khoan. A Tăng. Người ta đang nói câu D mà. Đứa nào nói câu A đó? Ủa? Ấy A Tăng. Thao. Đây, Thao còn giải thích luôn nè. Đó, hay quá. Rồi, bạn Thao chọn ý D là đúng rồi. Sinh với tử bằng nhau. Nhập cư nhỏ hơn xuất cư thì lúc này nó sẽ giảm. Chính xác, đáp án D. Rồi, cảm ơn Thao. Câu 102. Ở dưới giấm, A lớn quy định mắt đỏ là trội so với A nhỏ mắt trắng. Cái nào sẽ cho ra 3 mắt đỏ, 1 mắt trắng đây? Mạnh Thắng. Cô là câu B. Ừ, đúng rồi, B 3 mắt đỏ, 1 mắt trắng. Câu hỏi Thắng là câu này cô ra bao nhiêu đỏ, bao nhiêu trắng? Câu A ấy. Đợi xíu để em giải cái câu. Như 4 đỏ luôn. Ừ, tất cả là đỏ, 100% đỏ. Còn câu C? Cũng 4 đỏ luôn. Ừ, đúng rồi, câu C cũng ra đỏ. Còn câu D? Cái này với cái này là đỏ đúng không?
Cái này với cái này đỏ, là đỏ. Ba trắng. Ồ, một đỏ ba trắng. Cái cô đã có hai đỏ rồi đây nè. Hai đỏ. Ừ, hai đỏ hai trắng đúng không? Hai đỏ hai trắng. Cái này là tỷ lệ 1-1 nên đáp án của chúng ta là câu bờ. Rồi, cảm ơn em. Câu 103. Chúng ta xem nhận định nào sau đây về cái quần thể trên là bị sai. Thắng là đến Thúy. Thúy ơi. Thúy đâu rồi? Ừ. Cái nào cô đọc từng cái nha Thúy, xem nhận định nào sai. Nếu có tác động của đột biến thì tần số A lớn có thể thay đổi, đúng không Thúy? Đây là nhận định đúng hay sai? Hello cô ơi. Ờ, cô nghe đây này. Nếu có tác động của đột biến thì tần số câu A là một nhận định đúng. Vậy là không chọn rồi đó. Câu B, nếu có tác động của chọn lọc tự nhiên thì tần số kiểu hình trội có thể bị giảm mạnh, đúng hay sai? Cái này đúng, đúng rồi. Tại vì nếu như mà kiểu hình trội thì nó có A lớn A nhỏ nó biểu hiện ra, loại đi thì nó sẽ bị giảm đi hết đó. Rồi bây giờ đến đi C. Nếu không có tác động của nhân tố tiến hóa thì tần số kiểu gen không thay đổi qua tất cả các thế hệ. Cái câu này là một nhận định sai đó. Bởi vì nếu cái này không có tác động của nhân tố tiến hóa nhưng mà cái này nó chưa cân bằng. Lý do tại sao mình biết? Bởi vì mình lấy căn của A lớn cộng với căn của A nhỏ nó không bằng 1. Nên nó chưa cân bằng. Nên nếu như chúng ta cho nó ngẫu phối là một cái không phải nhân tố tiến hóa thì nó sẽ cân bằng. Còn cái QD đó, tác động của yếu tố ngẫu nhiên A nhỏ có thể bị loại bỏ đi hoàn toàn. Ok, đáp án của câu 103 là chọn câu C. Rồi, cảm ơn Thúy. 104, Minh Thư. Dạ, câu A. Ừ, câu A chuyển đoạn nào Thư? Dạ, chuyển A, B, sang đúng rồi. Đúng rồi, chuyển A, B qua bên đây. Thế mình có cái này đây nè. Rồi, cảm ơn Thư. Câu 105, có các biện pháp. Đừng đọc các biện pháp, đọc bên dưới nè. Biện pháp góp phần khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Nhật Tiến. Cái thứ nhất được không Tiến? Dạ được. Ừ. Cái thứ hai, ngăn chặn phá rừng đầu nguồn. Dạ được. Ừ. Khai thác tài nguyên biển hợp lý. Dạ được. Ừ. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Dạ được. Ừ. Vậy đáp án là câu dạ. C. Ok, rồi cảm ơn em. Câu 111, câu quen thuộc của chúng ta đây, Bá Chiết. Dạ. Câu là sơ đồ số 2. Ồ, tại ồ, tại sao vậy? Tại sao? Dạ, thưa cô, là tại vì cái mạch 3.5.7 á cô. Ừ. Liền. Ừ, đúng rồi. Còn cái mạch kia thì nó đứt quãng. Ừ, đúng rồi. Trên lớp á, chúng ta còn nhớ không? Trên mạch khuôn 3.5 này nè, mạch mới phải được tổng hợp liên tục. Nên là khi nhìn vào cái sơ đồ này á, việc đầu tiên là chúng ta nhìn cái số từ mạch từ 3 cho đến 5. Nên chúng ta sẽ loại hai cái sơ đồ phía sau. Lý do là bởi vì hai cái sơ đồ này á, mạch khuôn 3.5 mà mạch mới nó lại gián đoạn. Như vậy chắc chắn là sơ đồ 3 và 4 là bị sai. Vấn đề của chúng ta bây giờ còn sơ đồ 1 và sơ đồ 2 thôi. Thì cái chiều nó phải đi từ phía ngoài đi vào. Đó, như vậy đáp án của chúng ta là câu B, sơ đồ 2. Rồi, cảm ơn em. Câu cuối cùng ở đây, Minh Chiết. Minh Chiết phát biểu sau đây về sơ đồ trên, cái nào là đúng? Cái 1 đúng không Minh Chiết? Ôi, Minh Chiết là trả lời bằng cái này hả? Cái 1 là bị sai, ok. Cái 1 nó bị sai đó, bởi vì tối đa nó có 4 bậc dinh dưỡng thôi mấy đứa nhìn này, ví dụ ở đây 1, 2, 3, 4, đó. Như vậy tối đa nó chỉ có 4 bậc dinh dưỡng thôi. Còn những bậc khác, ví dụ ở đây cũng có 1, 2, 3 thôi à. Đó. Như vậy chúng ta có là cái này tối đa là 4 nha. Tiếp theo đến cái 2 là mã, cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Chúng ta xem câu trả lời của Chiết. Chiết ơi, cái 2 là mã đúng không? Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3 đúng hay sai? Ờ, sai luôn. Tiếp theo đến trả lời câu 3, câu 4 luôn đi. Xem cái nào đúng để cô xem luôn một lần. Để sao nó bị mất mất của cô rồi ta? À, cái này là 4 thôi. Còn cái này cú mèo nè, mấy đứa nhìn không? Thực vật là sinh vật sản xuất đúng không? Chuột là sinh vật tiêu thụ bậc 1, cú mèo phải là sinh vật tiêu thụ bậc 2 thôi. Bây giờ còn lại cái số 3, đại bàng và rắn có phải quan hệ đối kháng không? Và cái số 4 là có tối đa 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng 3 đúng không? Câu 3 đúng.
Còn câu 4 nào? Câu 3 đúng rồi. Tại vì đại bàng á thì nó ăn rắn, vì thế mối quan hệ này là sinh vật này ăn sinh vật khác nên nó là mối quan hệ đối kháng. Sinh vật ăn sinh vật khác nên cái này đúng nhỉ. Chết nó đúng rồi. Bây giờ còn 4 thôi. Có tối đa 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Chúng ta xem câu trả lời của bạn Chiết trước nha. Bạn Chiết đang tìm phải không? Chúng ta sẽ làm cùng với bạn Chiết luôn nha. Bậc dinh dưỡng cấp 3. Thực vật sâu ăn lá, vậy là chim sâu là thuộc bậc dinh dưỡng 3. Cái này cũng sai. Chim gõ kiến là thuộc cái thứ 2, cú mèo là cái thứ 3, rắn là cái thứ 4. Đúng không mấy đứa? Như vậy ở đây chúng ta đã có 4 loài rồi. Có 4 loài đã xuất hiện ở đây rồi. Như vậy ở đây người ta nói 3 loài là bị sai. Vậy chúng ta chỉ có một cái đúng thôi, đó là ý D. Rồi, vậy là bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha. Cảm ơn Chiết, cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn có hỏi gì không? Vậy chúng ta nghỉ nha. Chúng ta sẽ gặp lại tuần sau là thay đổi thuộc khóa biểu đấy nha mấy đứa. Tuần sau là chúng ta học khác thời biểu. Là học gì khác hả cô? Cô không nhớ là học buổi nào nữa, nhưng mà buổi chiều là luôn luôn mình học từ tiết 2. Tiết 2 tức là lúc 1:30. 1:30 phải không Hạnh? Tiết 2 là 1:30. 1:30. Lúc nào buổi chiều môn cô ấy thì cũng bắt đầu vào lúc 1:30 hết nha. Yeah. Còn buổi sáng để cô xem, cô không nhớ là lớp mình, để cô xem cô, lớp mình là lúc nào đây. Lớp mình á, cô dạy lớp mình vào buổi sáng tiết 2. Buổi sáng tiết 2 là 7:45 7:45 nha. Rồi, ngày thứ 5 buổi sáng tiết 2 là môn sinh. Đó. Bắt đầu từ tiết 2, tiết 3, tiết 4. Rồi, vậy chúng ta dừng ở đây nha mấy đứa. Có gì thì nhắn tin, nếu cần thì nhắn tin hỏi. Rồi, tạm biệt mấy đứa. Bye cô. Bye bye.